Bây giờ thì người người nhà nhà đổ xô đi uống omega 3. Các bạn có thể dễ dàng thấy rằng là chỉ cần đi ra tiệm thuốc Tây thôi, hoặc là lên mạng, hoặc là ra những siêu thị, chúng ta đều có thể mua được omega 3. Nhưng mà uống omega 3 thì có lợi hay không, hay là nó có nhiều tác dụng phụ mà chúng ta chưa hề hay biết, thì trong video lần này thì bác sĩ cũng chia sẻ cho các bạn là thật sự khi uống omega 3 thì có lợi hay có hại, và uống omega 3 liều lượng bao nhiêu là đủ, thì ở độ tuổi nào mình cần bổ sung, nhóm người nào nên bổ sung, còn nhóm người nào thì không nên. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hiểu omega 3 là gì. Nó là một axit béo không bão hòa, cực kỳ cần thiết cho cơ thể, nhưng mà cơ thể của chúng ta lại không thể tự tổng hợp được. Vì vậy chúng ta phải bổ sung omega 3 từ bên ngoài vào. Thì ngoài omega 3 thì chắc các bạn còn thấy nghe thêm là omega 6, omega 9. Nhưng mà vì sao người ta không bổ sung omega 6, omega 9 mà lại chỉ bổ sung omega 3? Là bởi vì là xong, đối với omega 9 thì cơ thể chúng ta tự tổng hợp được rồi, không cần bổ sung. Còn đối với omega 6 thì trong các loại dầu ăn thì cực kỳ nhiều. Và khi mà chúng ta bổ sung vào thì nó lại chênh lệch với omega 3. Có nghĩa là omega 6 quá nhiều so với omega 3 thì nó lại gây ra một cái phản ứng viêm. Và những cái phản ứng viêm này thì nó lại không tốt cho cơ thể. Chính vì vậy mà thời điểm hiện tại người ta chỉ khuyến cáo là chỉ nên bổ sung omega 3 là đủ thôi. Thế nên là rất là nhiều bạn hỏi bác sĩ Dung cái câu hỏi là chúng ta có cần uống omega 3 69 không? Thì đây là cái ý mà trả lời cho mọi người nha. Chúng ta không cần uống omega 69 mà chúng ta chỉ đơn thuần bổ sung omega 3 thôi. Tuy nhiên không phải omega 3 nó chỉ có một loại, mà omega 3 nó lại có nhiều loại khác nhau. Và omega 3 điển hình thì nó có 3 cái loại chính, đó là EPA, DHA và ALA. Trong đó EPA và DHA lại là quan trọng nhất, bởi vì hai cái chất này nó đóng góp một phần rất quan trọng trong sức khỏe của con người. Và DHA, EPA thì nó chủ yếu là có trong động vật, trong các loại cá béo. Còn ALA thì chủ yếu có trong thực vật. Chính vì vậy khi mà chúng ta bổ sung omega 3 thì không phải là chúng ta cứ mua omega 3 là được, mà chúng ta cần hiểu cái thành phần ở bên trong cái hộp omega 3 đó là cái gì. Nó cũng bao gồm bao nhiêu mg EPA, bao nhiêu mg DHA, thì đó mới chính là những con số nó ý nghĩa để chúng ta có thể biết được cái omega 3 này nó có phù hợp với cái tình trạng của mình hay không, có hiệu quả hay không. Vậy thì uống omega 3 thì nó có những lợi ích như thế nào, mà ai ai cũng uống thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về những cái lợi ích của omega 3. Thì cái lợi ích đầu tiên thì nó sẽ cải thiện cái sức khỏe của tim mạch. Nghe tin này thì rất chắc chắn là những chị em ở độ tuổi trung niên thì rất là vui mừng, đúng không? Vì đến cái độ tuổi trung niên ấy thì hầu hết mọi người sẽ có những cái vấn đề về huyết áp, có những cái vấn đề về tim mạch, có những cái vấn đề về mỡ máu. Và theo một cái nghiên cứu của Hoa Kỳ, trên 11.000 người khi mà uống omega 3 trong vòng 3,5 năm thì với liều là 850mg EPA và DHA, thì người ta thấy rằng là nó giảm được những cái cơn đau tim là 25% và giảm được cái tỷ lệ tử vong lên tới 45%, và một con số rất là cao và ý nghĩa, đúng không? Ngoài ra thì omega 3 nó còn giúp giảm cholesterol máu, tăng cái HDL và giảm cái LDL, tức là nó tăng cái cholesterol máu tốt lên và giảm cái cholesterol máu xấu xuống. Thì các bạn biết rằng là cholesterol nó liên quan mật thiết tới các vấn đề liên quan đến xơ vữa thành mạch, liên quan đến cơn đột quỵ, hay là những cái vấn đề về huyết áp. Thì chính cái việc mà nó cải thiện được cholesterol thì nó cũng một phần nào đó giúp cải thiện những cái vấn đề về tim mạch hiệu quả. Thì cái tác dụng này ấy, thì người ta thấy ở trong các dòng của omega 3 dầu nhuyễn thể. Tức là mọi người sẽ nhìn thấy những cái dạng viên màu đỏ như thế này, thì trong này nó chứa là dầu nhuyễn thể. Còn thì những cái loại dầu cá khác ở trên thị trường thì mọi người thấy nhăn nhản là màu vàng. Đối với dạng dầu cá màu vàng thì bác sĩ Dung khi mà khảo sát và kê đơn, thì ngày xưa khi mà mình muốn giảm cholesterol thì mình phải kê thêm thuốc atorvastatin hoặc các nhóm statin khác kết hợp với dầu cá omega 3 để giảm mỡ triglyceride đó. Thế thì nên là các loại dầu cá mà các bạn thấy là cái viên màu vàng ấy thì nó sẽ giảm giảm, và chúng ta phải uống với cái liều là 4 viên. Có nghĩa là 4 viên dầu cá thường chúng ta mới có thể giảm được chỉ số triglyceride trong máu của chúng ta. Còn đối với lại dầu nhuyễn thể, cái viên có màu đỏ thì nó mới có khả năng giảm cholesterol, tăng cường cái cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu, giảm cả triglyceride. Thì và cái khả năng hấp thu của dầu nhuyễn thể nó sẽ cao hơn. Do vậy mà chúng ta sẽ chỉ cần uống với liều bằng một nửa là chúng ta đã có thể giảm được hai cái chỉ số này. Nên là không phải là chúng ta cứ đi mua dầu cá là nó sẽ có, bởi vì cái dầu nhuyễn thể thì nó sẽ hiếm hơn và nó đắt hơn. Còn cái dầu cá thì người ta làm thương mại rất là tốt và người ta dễ dàng bán ở các trung tâm thương mại hay những siêu thị hay những cái tiệm thuốc thì chúng ta đều có thể dễ dàng mua được. Còn đối với loại dầu nhuyễn thể thì chỉ có một vài những cái đơn vị phân phối nó uy tín thôi. Thì sau cái quá trình mà mình điều trị bằng omega 3 cho rất nhiều bệnh nhân mỡ máu, thì sau 3 tháng kết hợp với tập luyện và ăn uống, mình đã giảm được tối ưu được cái liều thuốc tây mà kê đơn cho bệnh nhân. Bởi vì khi mà chúng ta uống những cái nhóm statin hoặc nhóm phenofibrast thì nó sẽ dễ dàng gây ra cho chúng ta cái tình trạng cái tăng men gan. Do vậy mà bác sĩ Dung rất là
hạn chế cái việc kê và sử dụng thuốc tây cho những cái trường hợp mà bị mỡ máu. Thì bác sĩ Dung hay ví như là nó liên quan đến những cái vấn đề về xơ vỡ thành mạch, liên quan đến vấn đề về huyết áp, vấn đề về đột quỵ, thì cái việc nó cải thiện cái cortisol thì nó cũng sẽ cải thiện được những cái vấn đề về tim mạch hiệu quả. Bác sĩ Dung hay ví nó giống như là nó làm sạch được những cái mạch máu của chúng ta, nó giảm những cái mảng bám ở trên thành của các cái động mạch của chúng ta. Nó giống như một cái cô công nhân đi dọn dẹp, nó tăng cường cái cortisol tốt ra thì nó sẽ gắn kết với những cái thằng xấu để đi ra ngoài. Nó giống như các cô công nhân đang dọn dẹp hàng ngày cái dòng máu của chúng ta vậy. Khi mà chúng ta uống omega 3, nó sẽ hỗ trợ thêm cái việc tăng cortisol tốt, thì nó sẽ giảm bớt được cái mảng xơ vữa này. Tác dụng thứ ba đó là nó sẽ giảm được những cái tình trạng viêm nhiễm. Khi mà chúng ta bị viêm hoặc bị nhiễm trùng thì nó sẽ kích thích tạo ra phản ứng viêm. Phản ứng viêm này sẽ bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên đối với những cái tình trạng mà bệnh mãn tính chẳng hạn như là tiểu đường này, các bệnh xơ cứng khớp, các bệnh viêm khớp dạng thấp, những cái tình trạng viêm nhiễm thoái hóa khớp khác thì nó sẽ làm cho chất lượng cuộc sống của chúng ta giảm đi và khiến cho bệnh nhân rất là khó chịu. Và khi mà chúng ta cải thiện được cái tình trạng viêm thì nó cũng sẽ cải thiện được tình trạng bệnh một cách hiệu quả. Và chính omega 3 nó có tác dụng làm giảm viêm. Vì vậy đối với những ai mà ở độ tuổi lớn tuổi có những cái tình trạng đau mạn tính hay bị đau nhức xương khớp mạn tính thì chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung omega 3 để cải thiện được cái tình trạng này. Tác dụng thứ ba của omega 3 đó là nó sẽ cải thiện não bộ và cải thiện trí nhớ. 60% bộ não của chúng ta được tạo nên từ chất béo và đa phần chất béo thì đến từ DHA ở trong omega 3. Vì vậy mà omega 3 có một cái vai trò cực kỳ quan trọng đối với não bộ của chúng ta. Và các bạn có thể thấy là rất nhiều những quảng cáo khi mà bổ sung sữa cho trẻ em để phát triển trí não thì thường là nó sẽ quảng cáo về DHA nhiều, đúng không? Thì đó chính là omega 3. Và trên thực tế thì một số các nghiên cứu đã chỉ ra là những người mà có các vấn đề về tâm thần, có những cái vấn đề về các cái bệnh lý về thần kinh thì có cái nồng độ omega 3 thấp hơn so với những người bình thường. Và khi mà bổ sung omega 3 thì người ta thấy rằng là nó sẽ cải thiện được các triệu chứng cũng như ngăn ngừa được cái sự khởi phát đối với những cái bệnh về tâm thần. Vì vậy đối với những ai mà có vấn đề về trí nhớ hay nhớ quên, hay là da của chúng ta mà bị lão hóa, sa sút trí nhớ, các bệnh liên quan đến Alzheimer thì chúng ta cũng có thể bổ sung omega 3 để cải thiện tình trạng này. Và thứ tư đó là nó sẽ hỗ trợ cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Omega 3 thì có DHA, nó phát triển, kích thích phát triển trí não và thị lực cho trẻ nhỏ, đặc biệt là giai đoạn mang thai hoặc giai đoạn sớm, giai đoạn cho con bú. Thì việc bổ sung omega 3 thì sẽ được khuyến cáo ở những cái phụ nữ mang thai và cho con bú. Và các chị có thể để ý rằng là khi mà chúng ta đến bác sĩ sản hay bác sĩ nhi thì hay cho thêm vào đơn của mình omega 3 hoặc DHA để hỗ trợ về sự phát triển trí não của trẻ. Tuy là uống omega 3 thì tốt, nhưng không phải ai cũng uống được và uống bao nhiêu. Thì bác sĩ Dung sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách nào để chúng ta có thể bổ sung omega 3 một cách phù hợp, hợp lý và mang lại hiệu quả cao nhất. Đầu tiên là theo khuyến cáo, nếu mà chúng ta ăn được lớn hơn 2 bữa cá biển thì chúng ta không nhất thiết phải bổ sung omega 3. Mà cái lượng omega 3 có trong cá nó đã đủ để cho cả cơ thể của mình trong cả một tuần rồi. Nên là nếu như bạn nào ở đây thì chúng ta có thể sắp xếp được 2 bữa cá mà gọi là cá biển thì các bạn không cần thiết phải bổ sung omega 3 nữa. Còn đối với những bạn mà ăn chay trường, khó bổ sung omega 3 theo cái đường cá, hoặc là chúng ta có những cái bữa ăn mà nó không được gọi là màu sắc, hoặc là chúng ta không có nhiều thời gian sắp xếp cho những bữa ăn, thì chúng ta có thể bổ sung viên omega 3. Nhưng mà cái liều khuyến cáo là bao nhiêu thì theo Tổ chức Y tế Thế giới, để mà bổ sung omega 3 thì chúng ta nên bổ sung với liều là từ 1.100mg đến 1.600mg trên một ngày cho một người. Còn các đối tượng như là phụ nữ mang thai, cho con bú, các cái vấn đề về tim mạch thì chúng ta có thể bổ sung với liều cao hơn, nhưng không quá 5.000mg. Chính vì lý do này, khi mà chúng ta bổ sung omega 3 thì chúng ta cần phải đọc thử xem cái viên mà các bạn đang uống thì có bao nhiêu mg là omega 3, và chúng ta sẽ bổ sung loanh quanh trong vùng từ 1.000 cho đến 2.000mg là tốt nhất và an toàn nhất. Khi mà mình uống omega 3 ở một cái liều cao hơn, cụ thể là 4-5.000mg trong một khoảng thời gian quá dài, thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là rối loạn đông máu và dẫn đến cái tình trạng là chảy máu cam, xuất huyết là rất là nguy hiểm. Thì đó là những cái tác dụng phụ không mong muốn. Chính vì lý do này, đối với những bạn mà đang gặp những cái vấn đề dễ bị chảy máu thì tốt nhất chúng ta sẽ không uống omega 3. Còn nếu như mà muốn uống thì chúng ta phải hỏi ý kiến của các bác sĩ trước khi chúng ta sử dụng. Và một lưu ý nữa, khi mà sử dụng thì omega 3 rất là dễ bị oxy hóa. Chính vì lý do này mà chúng ta nên bỏ omega 3 ở trong những cái ngăn mát của tủ lạnh, đặc biệt là những cái dạng màu vàng ấy. Còn những cái dạng dầu nhuyễn thể, nó làm những cái bao viên mà cứng như thế này thì chúng ta không nhất thiết là phải để ở trong tủ lạnh, bởi vì cái khả năng bảo quản của nó sẽ tốt hơn. Và trong trong dầu nhuyễn thể, cái thành phần chống oxy hóa nó tạo ra cái vòng màu đỏ ấy, nó chứa một cái lượng chống oxy hóa vô cùng tốt, nên là cái khả năng bảo quản của dầu nhuyễn thể cũng sẽ tốt hơn.
Và hy vọng video này sẽ cung cấp cho bạn những cái kiến thức để chúng ta cùng hiểu thêm về một cái dưỡng chất rất là quan trọng cho cơ thể, đó là omega 3. Và nếu thấy hữu ích thì đừng quên chia sẻ và lan tỏa video tới cộng đồng. Và nếu như bạn còn băn khoăn, còn thắc mắc về cái việc bổ sung video omega 3 cho mình ngay hôm nay thì có thể nhắn tin để được bác sĩ Dung tư vấn và hỗ trợ các bạn nhé. Bác sĩ Dung xin chào và hẹn gặp lại.